Ba số điện thoại của em Thảo, cô chú anh chị qua kết nối. Và ngày hôm nay khi cô chú anh chị mua hoa lan của nhà em Thảo sẽ được tặng một gói siêu lân, là một trong những cái sản phẩm rất là tốt cho hoa lan của chúng ta mùa này. Đó chính là giúp cây hoa lan của chúng ta là giải độc hữu cơ khi mà chúng ta bón quá nhiều phân đạm, phân hữu cơ. Và đồng thời nó sẽ giúp cây hoa lan của chúng ta là phục hồi khi mà cây hoa lan là chúng ta vừa mới cho hoa hoặc là vừa mới quả trải qua đợt mưa bão xong, đúng không ạ? Cây của nó yếu. Và tiếp theo nữa đó chính là nó sẽ giúp mình là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn, nên là giúp cây hoa lan của chúng ta trung hòa chất dinh dưỡng. Chính vì vậy nó sẽ thúc đẩy cái quá trình cây hoa lan của chúng ta ra rễ bật chồi nhanh. Và sắp là đến mùa đông rồi, đúng không ạ? Là đây là một trong cái sản phẩm sẽ giúp cây hoa lan của chúng ta lá ấm gốc này, chống rét và tạo rễ mới rất là tốt luôn. Và bây giờ thì em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng mặt hàng nhá. Anh chị em mua hàng thì em Thảo sẽ tặng cho cả nhà một gói như này và có sự hướng dẫn ở đằng sau hết này, cả nhà có nhìn thấy luôn đấy ạ. Bên này đây là những bảng hạc vĩ hàng đột biến hoa trắng tinh của nhà em này, đó trắng như ngọc trinh luôn đấy ạ. Và anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ, khoảng tầm 2 năm trước mà chúng ta mua những cái bảng hạc vĩ đột biến như này thì không bao giờ dưới giá 1,2 triệu đúng không nào. Đó, những bảng hạc vĩ đẹp như này em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm, ngày hôm nay là 170.000 một bảng. Cô chú anh chị mua 2 bảng em Thảo bán cho cả nhà với giá là 300.000 2 bảng nhá. Đó, mỗi một bảng của nó là khoảng tầm 3 cho đến 4 thân, hàng rất là đẹp luôn này. Đó, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, cây cao khoảng tầm 15 đến 20 cm. Và Tết này sẽ cho hoa luôn nhá, hạc vĩ đột biến. Và đây là những chậu cây phi điệp năm cái trắng Phú Thọ gieo hạt, là một những cái dòng hoa rất là đẹp ạ. Dòng này là dòng thân xanh sạch. Đó, phải rất là lâu rồi thì nhà em Thảo mới có một lô đẹp như thế này luôn. Đấy, cổ gà lá của nó, mọi người nhìn này, cổ lá của nó có cây cổ lá hở rất là đẹp luôn này. Và có những cái đường chỉ rất là xinh. Đó, năm cái trắng Phú Thọ lô này thì em Thảo cũng không có nhiều đâu. Em có dòng một thân em Thảo bán là 180, còn hai thân là em Thảo bán là 220. Đó, hai thân em Thảo bán 220 nhá. Anh chị em nào có điều kiện thì chúng ta sưu tầm một vài cây về để chúng ta trồng vào một chậu. Dòng xe thân xanh sạch có chỉ rất là đẹp luôn này. Đó. Và tới đây nó sẽ cho bông luôn, bởi vì có một số cây là nó đã thất ngọn rồi, bởi vì ở trên Lạng Sơn của em là thời tiết nó lạnh ấy. Đó, đây. Cây cao khoảng tầm 20 cm, từ 15 đến 20 cm nhá cả nhà nhá, 20 25 cm. Đó, cây rất là khỏe, cây nào nó cũng xinh hết này. Đó, có cây hai thân này, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Và bên này đây là những cái chậu cây phi điệp của nhà em này. Đây là chính là phi điệp hoa hồng đỏ của nhà em. Đó, có rất là nhiều thân ạ. Đó, hay mọi người hay gọi là giả hạc hoa hồng đỏ. Rất là nhiều thân luôn, nhưng mà thân của nó hơi mảnh mảnh. Đó, hoa của nó cực kỳ là xinh ạ. Đấy, bình thường em Thảo bán những chậu này là 220.000 đấy ạ. Hôm nay em Thảo bán với giá cho cô chú anh chị yêu mến với giá cực kỳ là mềm luôn ạ. 170.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán cho cả nhà là 300.000 một chậu như này, nhiều thân chưa ạ? Đó, giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Đấy, hàng hoa có cực kỳ là xinh luôn. Đỏ rực rỡ luôn đúng không ạ? Đó, những cây của nó rất, khoảng tầm 3-4 thân này, xinh chưa? Đó, thân của nó mảnh. Ở ngoài này đây là những chậu trầm rồng đỏ của nhà em. Đấy, trầm rồng đỏ này. Đó, em có ký hiệu cho cả nhà. Cây của nó cao khoảng 25 đến 30 cm, hai thân đều rất là đẹp. Đây là hàng ươm ki nhé cả nhà nhé. Đây là mọi người nhìn thấy hàng ươm ki này. Trầm rồng đỏ bông rực rỡ và là một trong những cái dòng trầm nổi tiếng đúng không ạ? Đó, anh chị em nào đã từng chơi trầm thì biết. Đó, trầm rất là xinh xắn. Em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Bình thường những chậu này là em Thảo bán 250 đấy ạ. Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá 180.000. Mua 2 chậu. Mua 2 chậu này thì em Thảo bán với giá là 350.000 nhá cả nhà nhá. Đấy, chúng ta mà có điều kiện thì ra mua 2 chậu như này là được 4 thân rồi. Này, 4 thân đẹp chưa? Trắng trắng này là nhà em Thảo phun nước vôi trong đấy ạ. Và đây là một số cây nù của nhà em này. Đó. Đây là nù Tali nhá cả nhà nhá. Tali là một những cái dòng nù rất là khỏe, rất là xinh đúng không ạ? Đó, thân của nó mập ú nù luôn này. Đó, cây cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm. Thân em so sánh với cái bút này. Đấy. Nói chung là nhìn ở ngoài nhìn đã mắt lắm. Đó, số lượng thì em Thảo có khoảng tầm 10 cây thôi. Những cái con nù Tali này em Thảo bán với giá là 220.000 một con nù Tali. Đó, cũng đang có mầm gốc lên này. Đó, hầu như là cây nào nó cũng đang thắt ngọn và đang chuẩn bị chờ hoa rồi, hoa của nó sẽ nở vào Tết nhá. Đó. Cây của nó nhìn rất là đã luôn. Đây là những chậu trúc Phật Bà của nhà em này. Đó, ngày hôm nay em Thảo thanh lý những chậu trúc Phật Bà, bình thường là em Thảo bán với giá là 180 đến 200.000 một chậu đúng không ạ? Hôm nay em thanh lý với giá là 99.000 một chậu nhé cả nhà nhá, 99.000 một chậu trúc Phật Bà như thế này.
Anh chị em cũng biết rồi, trúc Phật Bà nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị kinh tế và giá trị thẩm mỹ cao nhất trong dòng hoa lan Việt Nam mình đúng không ạ? Và tất cả các cô chú anh chị khi mà chơi hoa lan thì chúng ta nói đến cái dòng này thì tất cả mọi người đều yêu mến vì cái dòng hoa này. Thứ nhất là nở vào Tết này, thứ hai là hoa của nó rất là đẹp luôn ạ, mê lòng người luôn. Và cái dòng hoa này nở cũng rất là bền và rất là thơm nữa. Và chính vì nó đẹp và quý hiếm ở trên rừng như vậy nên là cái dòng hoa này nó cũng hơi đỏng đạnh một chút xíu. Nên là cho có cô chú anh chị mua về hàng rừng về thuần mãi không được đúng không ạ? Đó, đây những cái cây của nó này, khoảng tầm 3 thân tơ rất là xinh luôn, 3-4 thân tơ này. Đó, em Thảo bán thanh lý chỉ có 99.000 một chậu thôi. Và cái lá của nó này, có một số lá nó bị mất nước thôi, không có sao cả nhá. Đó, chúng ta mua về chúng ta thuần thoải mái luôn. Đó, những cây nào đây, những cây này rất là đẹp đúng không ạ? Cây nó cao khoảng tầm 8-9cm. Hôm nay nhà em Thảo có 6 cây mít gân rất là đẹp này. Đó, anh chị em nào muốn sưu tầm cái dòng mít gân này thì chúng ta sưu tầm. Đó, mọi người nhìn thấy ạ, lá của nó nổi lên rất là xinh này. Và đặc biệt là cái dòng lá, cái dòng này là ở vùng Hòa Bình ấy, nên cái lá của nó rất là dày dặn luôn. Em số lượng có 6 cây thôi. Có cây cao khoảng 22-32cm đấy. Đó, có 6 cây này. Cây thân của nó rất là khỏe luôn. So sánh cái bút của em nhá. Đây ạ. Đó. Em Thảo bán là 240.000 một con. Em Thảo có 6 con thôi ạ. Đó, 6 con mít lá gân rất là khỏe và đẹp này. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Đó, hiển oanh của nhà em Thảo, cô chú anh chị có nhìn thấy dòng thân xanh sạch rất là khỏe cây. Em Thảo có dòng 1 thân và dòng 2 thân. 1 thân là em Thảo bán 190.000, còn 2 thân em Thảo bán 230.000 nhá. Đó, cây rất là khỏe luôn. Riêng cái dòng cây phi điệp hiển 5 cái trắng hiển oanh ở vùng Hòa Bình này thì lá của nó cũng rất là dày dặn luôn này. Đó, bản lá nó rất là xinh luôn. Đang đi ngọn này, có một số cây nó đang thắt ngọn để chuẩn bị cho bông, để xem bông rồi đấy ạ. Nên anh chị em nào chúng ta muốn lấy những cây thắt ngọn về để chúng ta chờ hoa luôn thì chúng ta có thể là nhắn với em Thảo nhá. Đó, 5 cái trắng hiển oanh, cây rất là khỏe này, dòng thân xanh sạch luôn này. Đây là những chậu hàng cây phi điệp 5 cánh trắng mắt xước môi trái tim rất là đẹp này. Mọi người nhìn thấy cái họng của nó có môi trái tim rất là xinh đúng không ạ? 5 cánh trắng thì là rất là đẹp rồi. Đó, hàng ươm ki. Đấy, 5 cánh trắng này rất là xinh luôn. Nói chung là cứ 5 cánh trắng là hot đúng không nào? Hàng chuẩn mặt bông. Em Thảo bán bình thường những chậu này em Thảo bán 350.000 đấy ạ. Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá 270.000, mua 2 chậu em Thảo bán 500.000 nhá. Đó, em đo cho mọi người xem nè, cây cao khoảng từ 20-22cm và có chậu của nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Đấy, đã, cây rất là đẹp luôn. Đây là cái dòng chơi thân lá mít Phú Thọ này. Đó, mít Phú Thọ cây rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy này. Có cây thì là thân xanh sạch nhưng mà có cây không xanh sạch đâu. Đó, có một vài cây thôi, em số lượng em có chưa đến 10 cây. Lá của nó rất là khỏe, cây từ 1-2 thân. Cây cao khoảng 20-25cm nhá, cây rất là khỏe và xinh đấy ạ. Chủ yếu là một thân là nhiều này. Đó. Em Thảo bán với giá là 240.000 một cây. Đó, xinh lắm này. Đó, mít Phú Thọ. Cây đang đi ngọn rất là lực luôn. Đấy, dòng lá này là đẹp mỹ mãn luôn này. Và đây là những chậu cây phi điệp nữ hoàng 28 của nhà em. Anh chị em còn nhìn thấy cây lá rất là đẹp, rất là xinh đúng không ạ? Dòng thân đang đi ngọn rất là lực luôn này. Có cây thì là đã thắt ngọn rồi. Đó, mọi người nhìn thấy đây, từ 1-2 thân. Cây quang cao khoảng từ 20-25cm đã. Em Thảo bán với giá là 250.000 một cây, nữ hoàng 28, 1-2 thân nhá. Dòng thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy mỗi một chậu của nó hiện tại đang đi ngọn rất là lực này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, dòng chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn ạ. Đáp ứng được yêu cầu của người chơi là chơi thân này, đã chơi thân lại còn chơi lá đúng không ạ? Thân của nó rất là mập mạp này, lá của nó là lá xếp mít. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Và tiếp theo là cái dòng này dòng thân xanh nên là chúng ta là một tấm vé số để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Và trong hoa lan thì khi mà chúng ta đã chơi hoa lan rồi thì sổ ra mặt bông nào nó cũng xinh hết ạ đúng không ạ? Đấy, 5 cái trắng bạch tuyết ngày hôm nay bình thường những chậu này em Thảo bán là 250.000. Nhưng mà em Thảo tri ân nhân dịp cuối tuần với giá là 295.000 một chậu, một cặp như em Thảo đang cầm trên tay này đây. Đó, cây cao từ 19-20cm, có cây cao 17, từ 17-20cm, mọi người nhìn thấy ạ. Dòng lá này rất là đẹp luôn, dòng thân xanh rất là. Và hiện tại thì nhà em Thảo còn có 4 cây phi điệp 5 cánh trắng lâm thồn này. Đấy, mặt bông mẹ như cả nhà đang nhìn đấy ạ, rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây của nó cũng rất là khỏe và đẹp nữa. Em Thảo bán với giá là 230.000 một cây, 5 cái trắng lâm thồn từ 1-2 thân. Nếu mà 1 thân thì nó sẽ cao hơn, còn 2 thân thì nó sẽ thấp hơn một chút xíu.
Đó, anh chị em thích lấy chậu bao nhiêu thân thì có thể nhắn về em Thảo nhé, 50 trắng Lâm Thôn. Và đây là những chậu cây phi điệp 5 cây trắng mắt nai này. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? 5 cây trắng mắt nai được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến này. Đó, bởi vì hoa của nó rất là xinh đúng không ạ? Đây là dòng chơi thân lá thôi thì đã cực kỳ là đẹp luôn. Đó. 5 cây trắng mắt nai này, dòng 1 đến 2 thân, chủ yếu là 1 thân thôi này. Cây cao khá là cao, cao khoảng tầm 25 cho đến 30 cm đấy ạ. Đấy, có những cái cây nó bật mầm gốc này, mọi người nhìn thấy không ạ? Bật mầm gốc đây này. Đó. Em Thảo bán 5 cây trắng mắt nai là 220.000 một cây. Này, mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, 5 cây trắng mắt nai thì cái dòng cây thân lá rất là đẹp nên là cái dòng này về được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó, thân của nó còn mập nữa. Và đây là những chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân này, hồng yên thủy và hồng minh châu của nhà em. Hiện tại thì em Thảo còn có một vài cây thôi, em Thảo bán tri ân cho cả nhà với giá cực kỳ là mềm luôn. Bình thường những cây đẹp như này là em Thảo bán 250 đấy ạ. Ngày hôm nay em tri ân quý khách hàng với giá là 219.000 được 2 chậu. Và em vừa mới phun nước phòng chống thối nhũn để đảm bảo hàng em gửi cho cả nhà được đảm bảo hơn. Đó. Và đây là những cây hồng mỹ nhân nhá, em Thảo bán 219.000 được 2 chậu, em Thảo đang cầm trên tay này đấy ạ. Đấy, cây rất là xinh xắn luôn, cao hơn 30 cm rồi. Và bên này là những chậu cây hồng yên thủy, đó là hàng gieo hạt hết nhá cả nhà nhá. Em Thảo cũng bán với giá là 219.000 được 2 chậu. Đấy, em chỉ còn có vài chậu nữa thôi nên em bán giá mềm luôn. Đấy, xinh chạ rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng lâm sung rất là đẹp của nhà em Thảo. Mỗi một chậu của nó gồm có một thân. Cây cao khoảng từ 14 đến 15 cm, rất là đẹp đấy ạ. Hiện tại thì cây đang đi ngọn rất là lực. Đó, em Thảo bán lẻ là bình thường những chậu này là 240.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 295.000 được một cặp này. Đó, tức là cô chú anh chị có thể lấy cả 5 cái trắng Phú Thọ hoặc là 5 cái trắng Lâm Sung, hoặc là 5 cái trắng Lâm Sung với 5 cái trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng đều bán với giá 295.000 thôi nhé cả nhà nhé. Đó, cây rất là khỏe và rất là đẹp đấy ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng, bởi vì cây của nó cây nào. Đây là những chậu cây đai châu lá kiếm của nhà em Thảo, cô chú anh chị đang nhìn đấy ạ. Và đây chính là mặt bông của nó. Đó, với mặt bông rất là đẹp và cái dòng thân xanh ngọc này, lá kiếm này. Rất là năm nay được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến cái dòng đai châu lá kiếm này. Và mỗi một cây của nó rơi vào khoảng tầm 7 cho đến 8 lá. Đó, 7 cho đến 8 lá, hàng lá xếp này. Đấy, dòng lá kiếm rất là xinh. Bình thường những chậu này em Thảo bán 350.000, ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 280.000. Đó, anh chị em nào chúng ta yêu mến thì chúng ta có thể mua một vài cây này. Nhìn các bạn, cây rất là xinh nhá, đai châu lá kiếm. Và hiện tại thì em Thảo còn có 5 cây phi điệp lá biên phát tài, một cái dòng hoa thu hút may mắn và tài lộc được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm đúng không ạ? Đặc biệt là những cái dịp mùa Tết đúng không ạ? Chúng ta có một cái chậu phi điệp lá biên phát tài này trưng ở trong nhà thì rất là xinh đúng không ạ? Cây hoa này là hoa nở vào dịp Tết luôn. Đó, mọi người nhìn thấy các bạn, lá biên rất là đẹp. Em Thảo bán bình thường những cây lá biên phát tài này em Thảo bán 280 cho đến 300.000 một chậu. Ngày hôm nay gia đình em Thảo chỉ bán với giá là 230.000. Số lượng thì em Thảo còn có 5 cây này. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhá. Cây này dài là khoảng tầm 30 cm, 30 đến 35 cm ạ. Đó. Và đây là hoàng thảo ý ngọc này. Đó, hoàng thảo ý ngọc ngày hôm nay em bà Thảo bán thanh lý nhá. Bình thường là em Thảo bán là 60.000 một bó. Tuy nhiên là hôm nay cô chú anh chị khi nào mua theo cân thì em Thảo bán thanh lý là 170.000 một cân. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhá. Số lượng thì em Thảo chắc có khoảng tầm 3-4 cân thôi, tầm 4 cân. Đó, đây là hoàng thảo ý ngọc này. Dòng ý ngọc thì em sẽ cho mọi người xem cái thân thực tế của nó này. Nó sẽ có kho cả những cái thân tơ và thân già nhá. Và hiện tại thì cây đang đang thắt ngọn rồi, đang thắt ngọn và đang rụng lá để cho hoa đấy ạ. Đó, đây. Nó có một rảnh là khoảng tầm 1 thân tơ và 2 đến 3 thân tơ thân già này. Đó. Hoàng thảo ý ngọc 170.000 một cân, bình thường là em Thảo bán toàn. Và đây là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp, đó chính là hoàng thảo hoàng lạp. Hàng em Thảo đã cắt ngọn hàng rất là xinh xắn rồi. Hàng này là hàng bóc rừng nhá cả nhà nhá, hàng rừng chuẩn luôn. Bình thường những cây này là em Thảo bán 1 cân của nó rơi vào tầm 170-180 đúng không ạ? Hôm nay em thanh lý 100.000 một cân. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm đấy ạ. Và em có 4 cây hoàng tử áo đỏ, em Thảo gửi nhầm cho khách, nó hơi bị mất nước một chút này. Đó, về em Thảo đã tưới nó lại phục hồi lại rồi. Mọi người nhìn với lại bị hoàn viên nó là hơi hỏng một chút xíu, nó hơi dập lá này. Đó, em thanh lý là 4 cây này với giá 200.000. Nó giá chưa bao giờ có luôn, bình thường em Thảo bán 250 một cây đấy ạ. Là vì hàng em tự hỏng gửi nhầm nên là nó không được đẹp lắm thôi. Anh chị em nào chúng ta có điều kiện ấy, chúng ta có thời gian chăm sóc thì chúng ta là phi điệp vàng nhá. Hoa của nó đây. Đấy, nó tàn hoa rồi này. Đó, nó tàn hoa rồi nên chúng ta mua về để làm giống thôi. Này, hoa của nó này.
Đó, hàng nó bây giờ mua về chúng ta làm giống cây như này về chúng ta ghép là rất là phù hợp luôn. Hiện tại thì những cái mầm gốc của nó đang bật này, anh chị em có nhìn thấy này. Này, đó những cái mầm gốc của nó đang bật nhá. Em Thảo bán với giá 140 nghìn. Đó 140 nghìn một cân phi điệp vàng nhá. Đó số lượng thì em Thảo cũng có khoảng tầm 15 cân. Đó, anh chị em nào mua nhiều thì em Thảo sẽ giảm giá cho mọi người. Này. Thân lá của nó em Thảo đã cắt sạch sẽ luôn rồi. Đó. Và cái rụng lá như này thì anh chị em sẽ được lợi là đầu tiên là gửi đi nó sẽ không bị úng này. Thứ hai là chúng ta sẽ được lợi cân hơn. Đó nên là anh chị em sẽ được lợi cân hơn. Và mua về chúng ta ghép sẽ được nhiều hơn đấy ạ. Đó 140 nghìn. Và đây là những chậu cốc trầm tím của nhà em này. Là những cái cốc này rất là đẹp luôn, khoảng từ 4 cho đến 5 đầu một cốc. Cây của nó cao khoảng từ 3 cho đến 8 cm, không có là to đâu nhưng mà Tết này chắc chắn là sẽ cho hoa nhá. Hoa của nó rất là thơm, người ta nói là hương thơm như hương trầm đúng không ạ? Và hoa trầm này là nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị kinh tế và mặt bông đẹp nhất đúng không ạ? Bình thường là em Thảo bán 250 một chậu như này. Đấy, em Thảo bán ngày hôm nay là bán 130 nghìn một chậu. Đấy, mua 2 chậu em Thảo bán 250 nhá cả nhà nhá. 250 một chậu, trầm tím rất là đẹp. Và đây là những cái cây kiếm của nhà em, là dòng kiếm lá ngắn nhá. Đó, dòng kiềm lá ngắn có cả lá láng và lá nhăn, chủ yếu là lá nhăn là nhiều này. Anh chị em có nhìn thấy này, rất anh chị em nhiều anh chị em thích đúng không ạ? Đó, một rảnh một chậu của nó sẽ rơi vào khoảng tầm ôi nhiều lắm, khoảng tầm 6 rảnh cơ, tầm 6 dề à. 6 giả hành nhá. Đó, cây lá ngắn rất là đẹp. Đấy kiếm hoa vàng hết luôn, hoa chuẩn nhá. Đây là hàng của Thái. Em Thảo bán với giá là 240 nghìn một cây kiếm như này. Em nhìn này, em toàn là hàng chọn, em chọn cho cả nhà toàn những cái rễ nhiều thân thôi. Đó, em có hai loại kiếm. Bên này thì là kiếm hoa vàng lưỡi trắng, còn đây là hoa vàng hết luôn, đây là hoa vàng lưỡi trắng hàng cao cấp của nhà em. Cái dòng này thì nhìn thoáng qua rất là giống với kiếm xanh Huế đúng không ạ? Đây là dòng kiếm lá láng nhé cả nhà nhá, đây là hàng cao cấp. Em tạm bán với giá là 350 nghìn một chậu. Nếu mà anh chị em nào muốn em tách theo thân thì nếu mà có thời gian thì em Thảo sẽ tách theo thân em bán cho mọi người. Đó, hoa của nó đẹp lắm. Nếu mà chơi mặt bông thì chúng ta vừa mua cái loại này. Cây của nó cao hơn so với cái dòng kiếm vàng này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Nó cao hơn nhiều ấy. Và trong này đây ạ, đây là một trong cái dòng dáng hương hàng đột biến của nhà em này. Dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng đúng không ạ? Nếu mà bình thường thì nó sẽ có 3 màu là màu trắng, tím và màu vàng. Còn hôm nay là hàng đột biến, nếu mà 2 năm trước thì nó sẽ vào rơi khoảng tầm 1 triệu 2 một chậu như này. Ngày hôm nay em Thảo bán với giá là 250 nghìn một cây. Dáng hương tam bảo sắc hàng đột biến nhá. Đó. Phiên buổi sáng ngày 26 tháng 8 năm 2020, em Thảo Hoa Lan Lạng Sơn xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề. Và ngày hôm nay cả nhà nhìn thấy ạ, hàng của gia đình em Thảo đang về rất là nhiều luôn. Đó. Đây ở trong nhà này nó này. Đó. Và ngoài những giống hoa phong lan thì em Thảo còn có vật tư phân thuốc. Vì là mùa này là cái mùa rất là mưa, ngày mưa nắng rất thất thường nên là gia đình em Thảo cất vào trong nhà để em cắt nước em gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó, đây là những từng loại những cái cây rất là xinh của nhà em luôn này. Đó, đây là cây Sunny này, xinh chưa? Đó, đây là cây dáng hương tam bảo sắc đột biến này. Và đây là đa châu 10 năm tuổi của nhà em. Đó, những cái cây trầm thân thủ này. Và đặc biệt trong này là một cái dòng rất là mới luôn. Lát nữa em sẽ quay nhá. Đấy, đa châu hồng cánh sen hay là đa châu hồng mỹ nhân đúng không ạ? Đẹp lắm. Đây là những chậu cây đa châu hồng mỹ nhân của nhà em này. Đó, đa châu dòng lá mít nhá. Em có thể gọi là đa châu lá mít xếp luôn. Rất là đẹp này, anh chị em có nhìn thấy này. Đó, đặc biệt đó là màu cánh sen là cái màu có giá trị kinh tế cao nhất trong dòng đa châu. Mỗi một cây của nó khoảng tầm 10 cho đến 11, 12 lá. Rất là đẹp này. Năm ngoái là nhà em Thảo bán 450. Là không có hàng để bán luôn. Đây là cây 6 năm tuổi nhá. Đấy, số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu. 350 nghìn một cây. Đa châu hồng cánh sen. Đa châu hồng mỹ nhân. Phi điệp lá mít hòa bình thân khủng ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cực kỳ là đẹp và tươi tắn. Với đặc trưng nổi bật của cây hoa này khi mà cây trưởng thành, lá của nó xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Và nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt, cây của nó có thể to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Chính vì vậy được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm với cái dòng này chơi thân thì cực kỳ là xuất sắc. Và có một điều đặc biệt nữa đó chính là khi mà cây của nó đã có hoa thì cánh hoa của nó dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác đấy. Nó cũng nở rất là bền nữa. Và cái đợt vừa rồi em Thảo về thì những cái chậu này là chậu 13, 12. Còn cái chậu ngày hôm nay về thì cả nhà biết rồi. Đây là cái chậu này là chậu 8 này, những cái chậu nhựa như thế này. Thì có một cái điều rất là lợi cho cô chú anh chị đó chính là khi mà chúng ta gửi qua bưu điện đấy ạ.
thì tiền cước của nó sẽ nhẹ hơn. Thứ hai nữa đó chính là cây của chúng ta gửi đi nó sẽ được đảm bảo khi mà cả nhà biết không ạ, em bọc cái này vào xong rồi em nghiêng như này để em đóng mà, thì cây của nó sẽ không được đảm bảo bằng cách là nhà em buộc vào như này xong là gửi cho cả nhà. Em bán với giá chỉ có 280.000 một chậu, mua 2 chậu lá 550.000 nhé cả nhà nhé, cực kỳ là đẹp và xuất sắc luôn. Đó. Lô này là đẹp hơn cả lô trước đấy cả nhà nhìn thấy không ạ, đây là lô ngày trước nhá. Đó, đây lô ngày trước, còn đây là lô ngày hôm nay đây này cả nhà nhìn thấy không ạ, cây của nó này tươi tắn, lá của nó cực kỳ là xinh luôn. Đó, đây. Rất đẹp luôn. Đó. Đây này. Với dòng chơi thân thì cái này thì cực kỳ là đẹp luôn đấy. Và đây là hàng phi đẹp lá mít hoa bình. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Đây là những chậu cây phi đẹp 5 cánh trắng hải dương. Em quay xuống dưới này thì cả nhà thấy nhìn thấy rõ hơn ạ. Phi đẹp 5 cánh trắng hải dương đây là hàng gieo hạt với mật bông mẹ rất là đẹp ạ. Thân của nó rất là xinh, mỗi một chậu của nó từ một thân thôi ạ, có một thân thôi nhé cả nhà nhá. Nhưng mà cái dòng này thân xanh sạch luôn này cả nhìn thấy không ạ? Thân xanh sạch và dòng lá của nó rất là đẹp luôn. Đang đi ngọn rất là lực. Cây cao khoảng tầm từ 18 cho đến 20 cm. Nói chung là cây chơi thân lá rất là đẹp. Nói chung là lô ngày hôm nay nhà em về hàng cây nào nó cũng xinh luôn. Em thảo bán với giá 220.000. Mua 2 cây em thảo bán 400.000 nhá. Phi điệp 5 cái trắng hải dương hàng gieo hạt. Rất là đẹp luôn ạ. Lô này thì thân lá đều xinh hết này. Nói chung thân lá của nó tròn tròn. Nói chung là đang đi thế này nữa là rất là mê. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ hòa bình hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ hòa bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra giống như lá bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50 cho đến 60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng ra xinh rồi đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó. Đây. Mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó. Hôm nay em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một loại hoa được rất nhiều cô chú anh chị ái mộ, được rất nhiều cô chị anh chị yêu thích. Đó chính là cái dòng hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là ren red ạ. Làm cái dòng hoa may mắn và đem lại tài lộc cho người trồng. Và đặc biệt là những cái dòng hoa này thì hôm vừa rồi em có lấy về được hơn 10 cây để dành cho một anh chị em để họ mua về để họ tặng tân gia ấy. Đó, và cái dòng hoa này là cái dòng hoa phong thủy rất là tốt. Họ sẽ có thể mua về để là trưng bày, để triển lãm của ở công ty này, hoặc là để ở tặng tân gia hoặc là khai trương, đặc biệt là tại các sân vườn nhà, rất là đẹp. Và cái dòng hoa này có thể ghép vào gỗ hoặc là trồng vào trồng cành cũng được. Ví dụ như ta trồng như này cũng được, đều được đấy ạ. Đó, cây rễ của nó này, cái rễ gió của nó rất là dài. Và cả nhà nhìn thấy không ạ? Em nhìn thấy cây này là em mê luôn, bởi vì nhìn này, nhìn riêng cái mã của nó ở ngoài thôi, chúng ta chơi cành, chơi lá. Chơi cành thôi, chơi lá thôi đã xinh rồi đây này. Hơi giống với cây đai châu đúng không ạ? Nhưng mà nó lại không phải là đai châu mà nó lại là hoàng tử áo đỏ này. Đó, mặt bông như cả nhà đang nhìn này. Đây này, cả nhà có nhìn thấy cái rễ gió rất là dài. Đó. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Và cây nào nó cũng xinh, từ 5 đến 6 cặp lá, 7 cặp lá trở lên. Đó, cây hoa nở vào Tết và đặc biệt được nhiều cô chú anh chị yêu thích quá nên là gia đình em ngày hôm nay em lấy về 100. Phi điệp châu Như là một trong những cái dòng hoa có thể nói là được nhiều cô chú anh chị sưu tầm nhất để săn bệt đúng không ạ? Có mặt bóng mẹ rất là đẹp đấy ạ. Phi điệp châu Như thân của nó đỏ nhá cả nhà nhá. Thân đỏ và gia đình em Thảo phun nước vôi trong thì nó hơi trắng trắng này, thân tím đan đỏ này. Đó. Đây. Vì là quay như này thì nó không thể thấy được. Thân nó là tím tím này. Và những cái thân này khi mà chúng ta cho nó ăn nắng thì nó càng tím hơn đấy ạ. Đó, em đã lựa ra cũng được 9 chậu rất là đẹp để em chiên khách hàng. Bình thường em Thảo bán với giá là 250 cho đến 280 một chậu. Hôm nay em duy nhất em chỉ bán 200.000 một chậu thôi ạ. Số lượng em có 9 chậu nhé cả nhà nhé. Rất là xinh và mặt bông mẹ rất là đẹp. Và đây là cơ hội cho chúng ta săn bệt đúng không ạ? Rất là xinh. Có cái họng của nó rất là xinh đúng không ạ? Đẹp lắm. Cây cũng rất là khỏe nữa. Và đây em cũng sẽ đo cho cả nhà xem đây. Em lấy cái đũa về đo cho cả nhà xem này. Đó. Bởi vì là tìm bút em chả biết là bút đi đâu rồi. Cây của nó cao khoảng từ 15 cho đến 20 cm nhé cả nhà nhá. Cây cực kỳ là xinh luôn.
Bên này đây là những chậu kiếm hàng hạt của nhà em Thảo, cô chú anh chị có thể sưu tầm. Người ta ví là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Nên là chúng ta khi mà chúng ta mua hàng giống như này khoảng từ 1 đến 2 năm nữa thôi thì chúng ta sẽ được những cái bụi kiếm rất là to. Và nếu mà anh chị em nào đã từng luyện kiếm thì chúng ta đều biết đúng không ạ? Kiếm xanh Huế có giá trị kinh tế rất là cao, không bao giờ dưới giá 10 triệu được không nào? Đó, tính bằng tép luôn đấy ạ. Và rất nhiều cô chú anh chị chia sẻ những giống nhưng mà không phải chúng ta cũng có điều kiện ạ. Đây là hàng hạt một tấm vé số để chúng ta sưu tầm những cái mặt bông đẹp. Nhà em Thảo ngày hôm nay có 3 dòng. Đầu tiên đó chính là kiếm xanh Huế, dòng kiếm lá láng, cây rất là đẹp, rất là giống với cây mẹ đúng không ạ? Tiếp theo là cây kiếm vàng Củ Chi, dòng mọi người nhìn thấy cái cổ lá của nó hình chữ V rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây còn là cây giống kiếm vàng Củ Chi, mặt bông mẹ rất là xuất sắc và xinh xắn đúng không ạ? Còn tiếp theo đây là kiếm Phan Chí, một dòng kiếm cực kỳ là có giá trị kinh tế và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Em Thảo bán theo combo gồm có 3 loại kiếm xanh Huế, kiếm vàng Củ Chi và kiếm Phan Chí. 3 chậu này em Thảo bán với giá là 250.000. Đó, mua 6 chậu tức là 500.000 thì em Thảo sẽ bao ship cho mọi người nhá. Cây rất là xinh, rất là khỏe đấy ạ. Đây là những chậu cây phi điệp hồng búp bê. Cô chú anh chị nếu mà chúng ta muốn săn cho mình những cây thân tía đẹp rực rỡ này thì chúng ta có thể là sưu tầm dòng vườn hồng búp bê này. Mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Thân đỏ tía này rất là nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm. Và số lượng em Thảo chỉ còn có 7 chậu hồng búp bê. Mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc và xinh đẹp đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó từ 1 đến 2 thân, chủ yếu là một thân là nhiều. Cây cao khoảng 20 cm, rất là mập đúng không ạ? Rất là xinh. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm hồng búp bê này 1 đến 2 chậu về chúng ta sưu tầm nhá. Bình thường những chậu này là em bán là 300.000 một thân. Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là đây, một với giá là 230.000. 230.000 một chậu một thân đẹp như này. Đó. Và nếu mà chú anh ta mua 2 chậu thì em Thảo bao ship cho mọi người nhé, hồng búp bê. Đây là những cái chậu cây phi điệp Á Mắt Châu Lương Xanh. Anh chị em cũng biết rồi là Á Mắt Châu Lương Xanh từ trước đến nay lúc nào nó cũng có nhiều thân. Cây của nó cao khoảng từ 12 cho đến 15 cm. Cây rất là đẹp luôn mọi người nhìn này này. Đó, Á Mắt Châu Lương Xanh mặt bóng mẹ rất là xinh và cây của nó không khác gì cây ươm kỳ luôn đúng không ạ? Đó, khoảng từ 3 thân trở lên. Đó, 3 thân, 4 thân, có cây này, 5-6 thân luôn này, xinh chưa? Cây của nó nhiều thân nhưng nó không còi đâu, cây nó khỏe đẹp đấy ạ. Đó. Em Thảo bán với giá rất là mềm luôn. Đó, bình thường những chậu như này là em Thảo phải khoảng tầm 350-400 đấy ạ. Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá 240.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship nhé cả nhà nhá. Đó, phi điệp Á Mắt Châu Lương Xanh mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp, đây là hàng hạt cây 52. Và đây em còn có mấy chậu của cây phi điệp Hồng Á Hậu, đó em chỉ còn có mấy chậu thôi. Hồng Á Hậu em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu nhá. Đó, anh chị em còn nhìn thấy cây rất đẹp, khoảng tầm 2 đến 3 thân, cây rất là xinh, cao khoảng từ 15 đến 20 cm nhá. Đó, Hồng Á Hậu em Thảo bán 250.000. Đây, em Thảo đang quay từng mã để cho cô chú chị quay nhìn thấy rõ cây hơn luôn. Đó. Mọi người gần nhà em thì có thể là lên nhà em để xem hàng trực tiếp luôn cũng được đấy ạ. Đó, cây rất là xinh tươi luôn, mọi người nhìn này. Đấy, đây là cây Di Linh Xuân này. Đó, mọi người thấy đây, Di Linh Xuân nhà em đẹp chưa ạ? Rất là xinh. Còn đây là những cái chậu thác bay của nhà em. Cây rất là đẹp.